Một bạn xin được giấu tên có gửi câu hỏi đến Thảo Dược Đức Thịnh như sau. Xin chào Thảo Dược Đức Thịnh, em quan hệ nhiều, em đi khám thì bị tinh trùng yếu và em đã lấy vợ đã lâu. Vậy em muốn kiếm đứa con nên em thấy bài thuốc này. Thảo Dược Đức Thịnh cho em xin báo giá và có bài thuốc nào hay thì mong chỉ giùm em cảm ơn. Chào bạn, bệnh tinh trùng yếu thì rất là khó để thụ thai, bởi vậy bạn đã lấy vợ lâu nhưng vẫn chưa có con. Để điều trị bệnh tinh trùng yếu bằng cây thuốc nam thì bạn nên sử dụng một số vị thuốc có tính bổ máu dưỡng huyết, đặc biệt là những vị thuốc có chức năng tăng cường chất lượng tinh trùng. Dân gian có lưu truyền một số vị thuốc có chức năng là cải thiện chức năng sinh lý, tăng cường chất lượng tinh trùng rất là hiệu quả, như là cây nấm ngọc cẩu, củ hà thủ ô đỏ. Bạn nên tham khảo sử dụng hai vị thuốc này thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Bạn có thể ngâm rượu hoặc là sắc nước uống hàng ngày đều được. Để biết thêm chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.